đầu tiên, Nguyễn Đường Quang Anh mở màn trong trận đấu với một pha ném 3 điểm đầy gọn ghẽ. D'Angelo Hamilton đang bị theo kèm bởi người đồng đội cũ Đinh Thanh Tâm, và thậm chí D'Angelo Hamilton đã bị mất bóng. Phản công nhanh cho Đinh Thanh Tâm, không có lỗi nhưng ở đó có Shane Henry để dọn cô cho người đồng đội của mình. 5 điểm dành cho Hà Nội Buffalo. Vâng, những chú trâu đang khởi đầu trận đấu rất thuận lợi. Tình huống ném chưa thành công và đây là bóng trong tay của Stubb. Rất khó khăn đến từ Stubb nhưng dẫu vậy vẫn là có một pha lên rổ giữa bảng thành công. Ở nửa sau của trận đấu, không biết rằng Hà Nội Buffalo họ đã tìm hiểu được yếu tố này chưa, và vừa rồi là có điểm thành công dành cho Henry. Có thể thấy rằng Nguyễn Đường Quang Anh cũng là một trong những cầu thủ được lựa chọn nhận bóng khá nhiều ở ly 3 điểm, và cú ném tầm trung tốt đến từ Shane Henry. Stubb với một tình huống bị phạm lỗi bởi Đinh Thanh Sang, và cũng như là có N1 thành công dành cho Stubb từ Đinh Thanh Sang dành cho vị trọng tài, thì ông nghĩ rằng là Stubb chưa cầm vào trái bóng. Henry tình huống lên rổ, kiểm soát cơ thể rất tốt và có N1. Bùi Thái Hà với tình huống ném tầm trung và thành công đến từ Bùi Thái Hà. Huy Hoàng đã bị qua nhưng Bruno đã chuyền bóng vào tay của Đinh Thanh Tâm, thậm chí đây có thể là một pha đắn rổ. Shane Henry có thể ném 3, anh không chọn ném 3. Và đấy là một cái ném tầm trung đến từ Henry, và một tỷ lệ ném quá tốt đến từ Henry trong trận đấu ngày hôm nay. Khi mà Hamilton sẽ thi đấu ở low post, Henry với một pha xoay người cực kỳ hay, cầu thủ để áp lực Bueno, không cho Bueno tạo ra được sự đột biến. Henry, một pha úp rổ đến từ Henry. Thực sự đó là một pha úp rổ quá mạnh mẽ, và cả nhà thi đấu quận Hoàng Mai đã bùng nổ sau pha đan rổ vừa rồi. Đăng Minh Trí có một đường chuyền Hoàng Tú và Đinh Thanh Tâm. Stubb có không gian ở đáy rổ. Cú ném tập trung đến từ Stubb. 3 điểm từ Nguyễn Đường Quang Anh. Và đó là tình huống bắt rebound tốt và cũng như thả rổ hay. Một tình huống bắt bóng cực cao và cũng như đan rổ cực mạnh bởi Henry. Đừng quên theo kèm tốt, Stubb. Thủ cũng hay đến từ D'Angelo Hamilton, nhưng tấn công là hay hơn nữa bởi Stubb. Rất khỏe đến từ D'Angelo Hamilton, nhưng đó là một pha block đọc bài cực hay đến từ trên Henry. Có một chút lùn người, Henry muốn dành tặng cho D'Angelo Hamilton. Như là một trận xa nhất của cầu thủ Kefit, thì cũng lên rổ đến từ Stubb. Lợi thế về người dành cho đội bóng chủ nhà. Tiến Dương với cú ném 3 điểm. Và đó là tình huống thành công đến từ Tiến Dương. Kinh nghiệm của Tiến Dương đã cất tiếng. Trả ngược lại là đến từ Stubb. Tại của Stubb liên tiếp là những tình huống mà Stubb nhận trách nhiệm tấn công và đang làm tốt nhiệm vụ của chính bản thân mình. Nhưng tốc độ cũng nhanh không kém bởi Đinh Thanh Sang. Hot step chưa thể qua được một đường tiến công của đội cũ. Tốc độ từ Stubb behind the back, cũng chuyển tốt. Và đó là pha úp rổ cực kỳ mạnh mẽ đến từ Henry để kết thúc hiệp thi đấu thứ 3. Và lợi thế 1 điểm dành cho Hà Nội Buffalo để chuẩn bị khởi đầu đi hiệp thi đấu thứ 4. Hãy cùng xem lại pha bóng này.
quá mạnh mẽ. Thủ tốt đến từ Tiến Dương. Tiến Dương đã đọc được bài hài và Bùi Thái Hà. Lên rổ đến từ Bùi Thái Hà nhưng áp lực quá lớn. Dẫu vậy thì ở đó là sải tay dài và cũng như là khả năng bay nhảy đến từ Henry. Vâng, và rất đơn giản đến từ Tinh Thanh Tâm. Phản công rất hay đến từ Sáp, khỏe hơn đến từ Henry. Lên rổ đến từ Henry. Và vừa rồi là tình huống úp rổ hiệu quả đến từ Henry. Sáp chống trải, có thể là một cú ném 3 điểm cầu vòng. Không phải, những đó là pha putback cực kỳ mạnh mẽ đến từ Henry. Wow, đó là một pha đắn rổ cực kỳ khó, tôi phải nói là như vậy. Nhận được sự yểm trợ đến từ Henry, có thể đột phá đến từ Staff, thả rổ đến từ Staff và đó là thả rổ thành công. Ông Amantaros sẽ cho đăng quà nhiều thứ hơn vào tình huống bật cực cao từ Henry. Chuyền ra dành cho Tiến Dương, cú ném từ Tiến Dương, bóng đi vào rổ. Sau một tình huống mà Tiến Dương ở cự ly quen thuộc của chính anh. Staff đang muốn đột phá. Thủ tốt đến từ D'Angelo Hamilton. Nhưng lại là một cú ném ngọt ngào nữa đến từ Staff. Sẽ đánh câu giờ hay không? Họ vẫn sẽ phải có một tình huống dứt điểm thuận lợi mà thôi. Buồn đang rất sát. Đinh Thanh Tâm với cú ném 3 điểm. Đó là cú ném 3 điểm lạnh lùng của Đinh Thanh Tâm. Có thể anh không ghi điểm bất kỳ một cú ném 3 điểm nào, nhưng anh luôn biết cách thành công trong những cú ném 3 điểm đầy lạnh lùng, đầy quyết đoán và đầy quan trọng như vậy.